Kính thưa quý vị, tiếp tục tường thuật quý vị cái không khí đón mừng đại lễ Vu Lan tại vùng Lido Sài Gòn. Thì chúng tôi đang có mặt tại chùa Trúc Lâm Yên Tử ở trên đường First, tức là đường Bô Sa kéo dài, và đường Sullivan thuộc thành phố Santana. Ngày hôm nay thì cũng như các chùa khác, chùa Trúc Lâm Yên Tử đứng đầu là Hòa Thượng Thích Minh Nguyện cùng với tất cả các tăng ni Phật tử, và đặc biệt là có một cái ban văn nghệ do MC ca sĩ Thúy Anh điều hành, sẽ tổ chức một cái chương trình lễ Vu Lan báo hiếu cũng như là một cái chương trình văn nghệ sau lễ sẽ được diễn ra tại đây, mà chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi trong chương trình phóng sự cộng đồng. Thưa quý vị, MC ca sĩ Thúy Anh đại diện cho ban văn nghệ cùng với anh Vũ anh kia nữa, ông xã cũng đến đây để mà phục vụ một cái chương trình rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Có ca chị Thúy Quỳnh, có chị Thiên Thanh ở đây, rồi chị Thuận nữa. Wow, một chương trình văn nghệ bỏ túi về mà thấy bà con ủng hộ đông quá. Thúy Anh nói vài lời trong cái chương trình hôm nay đi. Vâng. Thưa với lại quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV, thì cứ mỗi năm Thúy Anh Phạm Khanh là Thúy Anh về chùa cùng với thầy để mà phụ với thầy lo phần văn nghệ trong dịp lễ Phật đản và lễ Vu Lan. Thì gia đình của Thúy Anh thì thấy là chùa nghèo, mà thấy thầy thì cái sự tu tập của thầy Thúy Anh rất là kính trọng. Và Thúy Anh, gia đình Thúy Anh đến với chùa coi như là cúng dường chùa. Và Thúy Anh cũng có một số các anh chị, có những người bạn cũng cùng trong cái suy nghĩ như vậy, có cái lòng, cái tâm hướng về Phật, cho nên là cùng hội tụ về chùa ngày hôm nay. Mà nói về ngày lễ Vu Lan thì thưa với anh Phạm Khanh, tất cả chúng ta ra đời đều phải có mẹ hết, và chúng ta đều hướng về cha, về mẹ của mình. Nhưng mà trên hơn nữa là cái tấm lòng của người mẹ Việt Nam. Thì thưa anh muốn được tóm gọn một cái câu mà Thúy Anh muốn tặng hết cho tất cả những người mẹ Việt Nam cao quý ở trên đời, mà thi sĩ Hồ Dĩnh đã viết rằng là: cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Và tất cả những người mẹ Việt Nam của chúng ta đã khổ cực từ trong thời chiến tranh, và trong gia đình thì lúc nào cũng chịu thương chịu khó, hy sinh cho chồng cho con. Và tấm gương đó luôn là một cái con đường sáng để cho chính Thúy Anh phải nói theo. Và các phụ nữ, chúng ta dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nhớ về cái cao quý của người mẹ Việt Nam. Và thưa với quý vị, xin được kính chúc tất cả các quý khán giả của Little Sài Gòn TV một mùa lễ Vu Lan thật là nhiều bình an, thật là nhiều hạnh phúc. Và chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới, cho đất nước Hoa Kỳ và đặc biệt là quê hương Việt Nam của chúng ta sẽ vượt qua được mùa đại dịch. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn anh Phạm Khanh. Quý vị, đây là chị Thiên Thanh. Thì Phạm Khanh vừa rồi cũng đi một số chùa để làm những cái chương trình phóng sự về đại lễ Vu Lan đó, thì hầu như là gặp chị khắp mọi nơi. Coi như là mùa Vu Lan này chị cũng trải sâu nhiều lắm. Đó, thì hôm nay đến chùa chị muốn gửi lời gì đến bà con đồng hương gần xa, những người cùng đồng hành với chị để đem lời ca tiếng hát góp vui cho mọi người đó thưa chị? Dạ, thưa quý khán giả trên đài và thưa anh Phạm Khanh, mỗi một mùa Vu Lan đến cũng như mùa Phật đản thì chúng em phát tâm để hát để cúng dường của nhiều chùa. Thì hôm nay là ngày lễ Vu Lan thì Thiên Thanh rất hân hạnh được chị Thúy Anh mời đến để dự cùng Hòa Thượng Minh Nguyện cùng tất cả các vị Phật tử. Thì nói về Vu Lan, công ơn nghĩa cha mẹ thân thành thì chúng ta không thể nào kể hết được. Công ơn của mẹ cao dày không sao kể xiết, tình thương của mẹ bao la như đại biên đại dương vô tận, mà suốt đời chỉ nuôi nắng cho đàn con. Thì mùa Vu Lan này Thiên Thanh cũng rất buồn, tại vì Thiên Thanh mang bông hồng trắng. Vu Lan đến lòng tôi buồn quạnh quẻ, đóa hoa hồng héo hắt chốn đơn côi,
Mất mẹ rồi, như mất cả vầng trăng. Không ai biết nỗi lòng khi mất mẹ. Cho nên mỗi mùa Vu Lan đến thì Thiên Thanh sẽ rơi nước mắt. Và sao cũng Thiên Thanh cũng nhắc nhở tất cả các anh chị em Phật tử mình, còn được cài bông hồng trên áo là chúng ta phải tự hào, còn mẹ là còn tất cả. Và kém may mắn thay những anh chị không được cài hoa hồng mà được cài hoa trắng, thì Thiên Thanh cũng chia sẻ những nỗi vui buồn và cầu nguyện cho linh hương hiện tiền cũng như quả giảng luôn luôn được siêu thoát cũng như bình an trong cái cuộc sống hiện tại. Và thì cuối cùng thì Thiên Thanh xin chúc Hòa Thượng, tất cả các vị Phật tử hưởng một mùa Vu Lan thật là an vui, thật là hạnh phúc bên mái ấm của gia đình. Riêng Hòa Thượng ở chùa Trúc Lâm Thiên Tự thì cầu chúc cho Ngài có một sức khỏe thật là dồi dào, chống lành bệnh và luôn luôn được sự an lạc để dìu dắt Phật tử chúng con tiến bước trên con đường Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tuyệt vời. Thúy Anh thì hát hay, chị này thì làm thơ cũng giỏi lắm. Bây giờ ca sĩ Hành Quỳnh, anh không cần em làm thơ hát gì hết. Em kể một cái kỷ niệm của em về mẹ của em để cho mọi người có thể chia sẻ. Và em nhớ mỗi lần mà nhắc tới mẹ mày lễ Vu Lan thì em nhớ nhất mẹ mình ở những cái điều gì? Hạn Quỳnh xin gửi lời chào thân thương tới tất cả quý khán giả của đài Little Saigon TV. Chào anh Phạm Khăn. Đối với riêng Hạn Quỳnh thì một nỗi buồn rất là lớn, bởi vì mẹ Hạn Quỳnh đã mất rất là lâu, và cái nỗi buồn đó luôn luôn đeo theo mình cho tới bây giờ. Và mỗi lần mà nói tới lễ Vu Lan thì Hạn Quỳnh mong rằng tất cả những người yêu thương mẹ mình hãy gần gũi mẹ mình nhiều hơn, thương yêu cha mẹ mình nhiều hơn, bởi vì thời gian đối với mẹ và cha mình không còn nhiều hơn, nhiều với so với cuộc đời của mình còn lại. Và mong rằng tất cả những người con luôn luôn yêu thương mẹ, cha mình nhiều hơn nữa. Và một kỷ niệm rất là đẹp đó là từ nhỏ thì mẹ Hàn Quỳnh và Hàn Quỳnh luôn luôn ở gần bên nhau, nên cái tình cảm đó, tất cả những cái phải nói là rất là gần gũi, những cái chia sẻ buồn vui khi nào cũng có mẹ. Và từ đó thì khi nào Hàn Quỳnh cũng có một nỗi buồn, nhưng mà mình lấy cái niềm thương yêu của mẹ để mà tự tin trong cuộc sống cho tới ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, đây là Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, chủ trì chùa Trúc Lâm Yên Tử tại thành phố Santa Ana, và cũng như là ban văn nghệ. Chúng tôi thấy có MC ca sĩ Thúy Anh ở đây nữa. Thưa thầy, nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu, xin thầy có đôi điều với bà con Phật tử gần xa, đặc biệt là vấn đề hiếu hạnh của những người con đối với cha mẹ lúc sinh thiền như thế nào, thưa thầy? Dạ, thưa anh Phạm Khanh và quý vị khán giả đài Lý Đô Sài Gòn TV cùng chư đồng hương Phật tử nam nữ. Kính thưa quý vị, thì hôm nay là ngày lễ Vu Lan tháng hội tại chùa Trúc Lâm Yên Tử. Cũng xin cảm ơn tất cả quý vị, cô Thúy Anh cũng như các vị anh chị em ca sĩ, tất cả quý đồng hương Phật tử cũng như ban âm thanh, ban âm thực, tất cả những vị Phật tử mỗi người một bàn tay. Và cảm ơn tất cả sự hiện diện của tất cả quý đồng hương Phật tử trong ngày hôm nay. Và trong tinh thần báo hiếu thì mỗi người con chúng ta thấy mỗi thời đại có những cái quan niệm khác nhau. Có những cái thời xưa, những quan niệm thời xưa cho là quý, là tốt. Nhưng mà rồi đến những thời nay, thời sau này thì cho là đó là lạc hậu, là xấu, là không tồn tại. Nhưng mà chỉ có một điều, đó là cái tình thương, sự báo hiếu. Đó là ngàn đời, từ ngàn xưa cho đến nay. Và chúng tôi nghĩ rằng mãi mãi về sau thì bất cứ dân tộc nào, đất nước nào, ở trong hoàn cảnh nào thì tất cả chỉ cũng đều tôn trọng cái sự báo hiếu đối với cha mẹ của mình. Và trong tinh thần của mùa Vu Lan, đó là mùa báo hiếu,
Chúng tôi cũng chúc tất cả quý vị được sức khỏe dồi dào, mọi sự an lành, nhất là đạo tâm tăng trưởng, để báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền cũng như cửu quyền thất tổ, cha mẹ quá khứ. Và trong đó chúng ta báo hiếu cho chư Phật, chư Bồ Tát. Đó là chúng ta y giáo phụng hành những lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, thì chúng ta có một đời sống sống được an lạc và hạnh phúc miên viễn. Kính chúc tất cả quý vị hưởng một mùa Vu Lan đầy sự hạnh phúc, an lành trong sự gia trì của Tam Bảo. Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Tôn Giả. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn Phạm Khanh.